chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Các bạn mấy năm 2019 thì cũng đã đi qua được gần một nửa rồi và chúng ta cũng đã được chứng kiến rất nhiều những sản phẩm smartphone mới được ra mắt và có rất nhiều những cải tiến về công nghệ mới mẻ được mang đến những chiếc smartphone mới này. Nhưng nếu bạn là một người chỉ quan tâm đến những chiếc smartphone có hiệu năng mạnh mẽ mà không quan tâm đến bất kỳ những vấn đề khác, thế nhưng bạn lại có một túi tiền hơi hoa một chút ấy, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ gợi ý đến với các bạn 5 mẫu smartphone hiện tại đang có trang bị cho mình một cấu hình xử lý là con chip Snapdragon 855 mạnh mẽ nhất của Qualcomm, nhưng giá thì lại khá là phải chăng. Đầu tiên thì mình sẽ nhắc đến chiếc Redmi K20 Pro. Đây là một chiếc smartphone mới được ra mắt của Xiaomi với thương hiệu Redmi. Và với màn hình OLED cỡ khoảng 6,39 inch, độ phân giải là Full HD cộng và tỷ lệ là 19:9, chúng ta sẽ có về màn hình được làm rất mỏng và không bị khiếm khuyết bởi camera trước đã được đặt vào một module bật lên giống kiểu Oppo hay là Vivo, gọi là camera pop-up. Và với camera này thì K20 Pro sở hữu 3 camera mà sau bao gồm một camera chính là 48 megapixel sử dụng cảm biến Sony IMX 586, khẩu độ lấy 1.75, một camera tele 8 megapixel khẩu độ f/2.4. Ở phía trước chúng ta sẽ có một camera selfie thò thụt là 20 megapixel và có hỗ trợ chế độ góc rộng cũng như là AI tự chỉnh sửa làm đẹp vân vân. Và máy cũng có thể quay phim siêu chậm với tốc độ là 960 khung trên giây. Và K20 Pro của chúng ta sẽ có pin là 4000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 27W tương tự như Mi 9 và Black Shark 2 cùng với khả năng tối ưu cho game với game Turbo 2.0. Và máy cũng có thể tự chuyển đổi giữa Wi-Fi và 4G để có thể tránh được hiện tượng bị giật lag. Còn về hiệu năng khỏi phải bàn luôn, bởi vì là Redmi K20 Pro hoạt động trên hệ điều hành Android 9 Pi với sức mạnh xử lý được cung cấp bởi con chip là Snapdragon 855 đi kèm với GPU Adreno 640 và có 3 giải cho về cấu hình, đó là RAM 6GB, ROM 64GB, RAM 6GB, ROM 128 và RAM 8GB và ROM là 256GB. Và giá của Redmi K20 Pro bắt đầu từ $361, tức là rơi vào khoảng 84 triệu đồng cho phiên bản cơ bản nhất. Còn với tùy chọn cao cấp nhất thì chúng ta sẽ có mức giá là 10 triệu đồng. Tiếp theo, cái tên thứ hai cũng là một sản phẩm đến từ nhà Xiaomi, đó chính là chiếc Black Shark. Ngoại hình của Black Shark 2 thì có thể coi là một sự kết hợp giữa hai người đàn anh với vẻ cứng cáp của phiên bản đời đầu xuất phát từ lớp vỏ kim loại sắc lạnh. Và với sự bóng bẩy của Halo do lớp kính cường lực, Xiaomi Black Shark 2 thì sẽ có màn hình AMOLED 6,39 inch, được phân giải là Full HD cộng 1080x2340px và tỷ lệ khung hình sẽ là 19:9. Và Black Shark 2 thì không chạy theo xu hướng sử dụng thiết kế notch trên smartphone hiện nay. Thay vào đó là chiếc điện thoại này sẽ có viền chán và cằm hơi lớn. Đáng tiếc là màn hình của thiết bị này lại không được trang bị tần số quét là 120Hz như một số những sản phẩm gaming phone khác. Bù lại thì máy sẽ được trang bị bộ xử lý tín hiệu DSP chuyên dụng để đảm bảo là các cử chỉ trên màn hình được phản hồi ngay lập tức. Và còn về cấu hình thì đương nhiên là chúng ta sẽ không phải bàn quá nhiều về chiếc smartphone này rồi, bởi vì Black Shark 2 thì thuộc dạng khủng nhất hiện nay với con chip là Snapdragon 855. Chúng ta sẽ có tùy chọn RAM là 8 và 128GB bộ nhớ trong. Ngoài ra thì sẽ có phiên bản cao cấp nhất là 12GB RAM và 256GB ROM. Cấu hình này thì đương nhiên là sẽ đủ sức để các bạn có thể chiến mọi tựa game trên thị trường hiện nay. Và Black Shark 2 thì được tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình, loa kép và chỉ có một camera selfie duy nhất với độ phân giải là 20 chấm. Về cụm camera kép ở mặt lưng thì chúng sẽ có cảm biến Sony IMX 586 48MP và cảm biến phụ là 12MP. Máy sẽ đi kèm với viên pin là 4000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 27W. Cùng với đó là cho phép người dùng có thể thoải mái chơi game trong vòng 30 phút chỉ với 5 phút sạc. Và hiện tại thì giá của Black Shark 2 rơi vào khoảng hơn 10 triệu đồng một chút, tùy chọn cho phiên bản là 128GB. Chiếc smartphone thứ 3 đó chính là chiếc LG G8. Đây, tên đầy đủ của nó sẽ là LG G8 ThinQ. Và chiếc smartphone này theo đánh giá thì nó không khác người anh em G7 ThinQ là mấy, bởi vì kiểu dáng hay là đường nét, thậm chí là cách làm màu sắc thì vẫn như thế. Tuy nhiên là G8 ThinQ đã có cụm 3 camera phía sau hầm hố hơn. Và đây cũng là một điểm nâng cấp đáng tiền hơn so với chiếc LG G7 trước đó. Đáng tiếc là mặc dù ra mắt năm 2019, thế nhưng G8 ThinQ vẫn không có cảm biến vân tay dưới màn hình. Trang bị này đã được đặt ở mặt lưng quen thuộc. Và khác với người tiền nhiệm G-series trước đây thì G8 ThinQ lần đầu tiên được trang bị màn hình AMOLED thay thế cho công nghệ màn hình LCD cũ. Và đây là màn hình Full Vision với kích thước là 6,1 inch và tỷ lệ phổ biến là 19:9. Chúng ta sẽ vẫn có tai thỏ là nơi chứa cảm biến camera 8MP và cảm biến COF 3D dùng cho khả năng nhận diện Hand ID. Và hệ thống camera trên G8 ThinQ không quá phô trương ở số lượng hay là khả năng thò thụt, mà đơn giản là nó đủ để có thể phục vụ được cái nhu cầu góc rộng hay là chân dung. Chất lượng thì cũng không thể xem thường được. Chúng ta sẽ có cụm 3 camera sau bao gồm 12MP, góc tiêu chuẩn là 79 độ, khẩu độ là f/1.5 khá là lớn. Camera góc rộng có độ phân giải là 16MP, khẩu độ là f/1.9 với góc rộng là 105 độ. Và cuối cùng là camera tele 13MP và tiêu cự là 52mm, khẩu độ sẽ là f/2.4.
Và LG G8 ThinQ sử dụng con chip xử lý là Snapdragon 855 kết hợp với 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong, cùng với viên pin là 3500mAh, cao hơn viên pin là 3300mAh của LG V40, hứa hẹn là cung cấp thời gian sử dụng tốt. Và hiện nay thì mức giá của LG G8 ThinQ sẽ rơi vào khoảng hơn 12 triệu đồng đối với những mẫu máy xách tay. Chiếc smartphone thứ tư trong danh sách này đó chính là chiếc Xiaomi Mi 9. Và Xiaomi Mi 9 là một chiếc smartphone có mức độ hoàn thiện ở mức tốt. Chúng ta sẽ có một khả năng cầm nắm rất thoải mái và khối lượng chỉ là 173g, giúp máy cầm rất là đầm tay. Và rõ ràng là Xiaomi đã hoàn thiện qua từng sản phẩm và đến bây giờ thì flagship của họ hoàn thiện, không thua kém gì các ông lớn khác trên thị trường cả. Và mặt lưng thì sẽ có họa tiết Radiant nhưng mà phản chiếu ánh sáng rất là khác lạ và ở một số góc nhìn nhất định. Và khi có ánh sáng chiếu vào thì mặt lưng của Mi 9 còn có màu vàng, tím, đỏ tựa như kiểu hiệu ứng cực quang vậy. Và máy sẽ được trang bị một hệ thống 3 camera phía sau và một camera độ phân giải tới 48MP, khẩu độ là f1.75 Sony IMX 586, một camera 12MP là camera tele, khẩu độ sẽ là f2.2 và một camera 16MP góc siêu rộng 117 độ và khẩu độ sẽ là f2.2. Và cả 3 camera này đều có thể lấy nét laser hoặc là theo pha và hỗ trợ quay phim 4K 60fps và quay siêu chậm Full HD 960fps/giây. Và Xiaomi Mi 9 được trang bị màn hình giọt nước lớn là 6,4 inch, sử dụng công nghệ AMOLED cho màu sắc rực rỡ, độ phân giải Full HD cộng, tỷ lệ là 19:5:9 và có hỗ trợ HDR10, không gian màu DCR-B3 bảo vệ bởi kính cường lực Graglass thế hệ 6. Và Xiaomi Mi 9 sở hữu vi xử lý là Snapdragon 855 mạnh mẽ. Chúng ta sẽ có các trang bị 6GB RAM và 128GB ROM, 8GB RAM và 256GB ROM. Và giá hiện tại của Xiaomi Mi 9 sẽ rơi vào khoảng 12 triệu đồng với máy chính hãng. Và nếu như tại một số cửa hàng, các bạn có thể trừ quà đi và mức giá sẽ còn khoảng hơn 10 triệu đồng. Và cuối cùng trong danh sách này thì cũng là một sản phẩm đến nhà LG, đó chính là LG V50 ThinQ. Flagship này của LG thì có ngoại hình mặt sau khá là giống với G8 từ cách bố trí hệ thống camera cho đến cảm biến vân tay hay là cho đến góc cạnh bo cong. Tuy nhiên cái điểm khác biệt ở đây là V50 ThinQ sẽ có kích thước lớn hơn so với G8 và máy sẽ sở hữu màn hình là 6,4 inch, độ phân giải là 2K+, tỷ lệ là 19:5:9 cùng với tấm nền OLED với phong cách tai thỏ. Và chất lượng màn hình hiển thị thì khá là tốt, sắc nét, màu sắc sống động và nền đen sâu cùng góc nhìn rộng cùng với độ sáng cao. Và bên cạnh đó thì phần tai thỏ không trang bị TOF, chỉ bố trí một ống kính là 8MP và 5MP. Và bên trong thì LG V50 sẽ sử dụng một con chip là Snapdragon 855 đi kèm với RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Máy sẽ chạy trên nền tảng Android 9.0 Pi và được trang bị viên pin là 4000mAh, hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Và V50 ThinQ thì cũng có camera với bao ống kính như V40 gồm ống kính tiêu chuẩn 12MP, khẩu độ là f1.5, ống kính góc rộng 16MP, góc siêu rộng 107 độ, khẩu độ là f1.9 và ống kính zoom quang 2x, khẩu độ là f2.4. Cùng với đó là hệ thống camera này sẽ hỗ trợ quay phim 4K 2160px với 30fps/giây. Ngoài ra chúng ta sẽ có các cái chế độ về AI camera, tự động lấy nét, chạm lấy nét, tự động khuôn mặt HDR hay là panorama, vân vân. Và chiếc điện thoại này thì có thể gặp lại, thế nhưng các bạn cần phải có phụ kiện nhé. Phụ kiện này thì là màn hình OLED 6,2 inch, trông nó giống như một cái vỏ bảo vệ điện thoại vậy. Và màn hình thứ hai này thì có thể sử dụng độc lập, tức là bạn có thể coi phim Netflix trên một màn hình và nhắn tin với bạn bè trên màn hình còn lại. Và đặc điểm là bạn sẽ không cần phải sạc lại màn hình thứ hai vì nó được cung cấp điện năng từ chính V50. Và giá của sản phẩm này thì sẽ rơi vào dạng sách tay, máy mới rơi vào khoảng giá là hơn 13 triệu đồng. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã giới thiệu đến với các bạn 5 chiếc smartphone hiện nay có con chip Snapdragon 855 rẻ nhất nhá. Và các bạn đánh giá sao về những chiếc smartphone này hay là các bạn có những lựa chọn nào khác thì hãy comment ở phía dưới nhá. Còn bây giờ thì bye bye.